Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và tình hình là cái đồng phục của mình á, hiện tại nó chưa có được cường hóa tí nào. Thế nên là hôm nay chắc mình sẽ cường hóa cho xong cái áo đi. Ít ra thì nó sẽ cho mình thêm một chút bảo vệ để tăng khả năng phòng ngự của mình lên. Rồi. Ủa, cái này có cường hóa được không? Cường hóa nốt luôn. À, cái sừng thì không cường hóa được. Ồ, hơi tiếc. Và hôm qua thì mình đã may mắn và tìm được ra cái ngọn núi Natagumo. Thế nên là hôm nay thì chắc mình sẽ tiến hành đi tìm Tanjiro để nhờ Tanjiro giúp mình hoàn thành cái nhiệm vụ này, kiểu như hợp sức và đánh bại cái tên Rui. Bây giờ trời tối hả ta? Ok, được á, trời tối thì chắc mình sẽ lên đường đi tìm Tanjiro luôn thôi. Ồ, nhưng mà trước nhà mình đang có tên Akaza chặn đường rồi. Vậy là hướng đó mình không đi được. Mình sẽ rẽ sang hướng khác. Tại vì hiện tại sức mạnh của mình thì không thể đương đầu với tên Akaza đó một mình được đâu. Nên là hơi rén đi, nhịn hắn xíu đi. Ủa tại sao ở đây lại có một cái thợ săn quỷ bị cắt thành nhiều mảnh rồi? Mà cạnh đây còn có kiểu như em có trùng trụ nữa hay sao nè? Ôi, đánh mình nữa. À không, đánh con zombie. Ui, nhưng mà tiếc quá, có một thợ săn quỷ bị cắt thành nhiều mảnh rồi. Thôi được, mình sẽ về nhà để mình giúp cái thợ săn quỷ này cái đó. Trời đất ơi, chắc đi vô lưỡi kiếm của người ta rồi bị người ta chém ra nhiều mảnh chứ gì. Đây, mình sẽ ghép lại. Rồi, vậy là hiện tại ở nhà mình sẽ có thêm hai cái người thợ săn quỷ ở nhà để bảo vệ cuốn của mình nha. Với lại mấy con quỷ nào lén phén lại là dọn giùm mình cũng được. Để bây giờ mình tập trung mình đi chặt gỗ, mình đóng một cái thuyền coi. Có thuyền thì mình mới có thể chở được Tanjiro đi tới cái ngọn núi Natagumo dễ hơn được. Rồi, giờ thì chỉ cần tìm Tanjiro nữa là xong kế hoạch đó. Để coi gần đây có Tanjiro không nha. Hôm bữa mình thấy Tanjiro hay xuất hiện gần nhà mình lắm. Mà dạo gần đây thì hết thấy rồi. Ở đây có thủy trụ với cả liếng trụ rồi. Chắc đi một xíu nữa chắc sẽ gặp Tanjiro thôi. Hy vọng là vậy. Ui, ở đây có con quỷ. Nó trang bị vũ trang ghê vậy. Ouch. Vừa có vũ khí mà vừa có sừng luôn chứ. Ngày càng mấy con quỷ nó càng mạnh hơn nha. Ở đây có một tên quỷ. Tên quỷ này cũng láo tét nữa nè. À, mới sát hại một thợ săn quỷ hả? Rồi luôn. Mình tới trễ con xíu thôi mà một thợ săn quỷ đã ra đi rồi. Ý, lại gặp cái mụ Daki nữa. À, còn thêm con quỷ tai này. Này thì con quỷ tai hả? Mình sẽ suy gọn hết luôn. Ui. Lần này thì mình sẽ kích hoạt ấn dị quỷ lên cái đã. Hôm qua là nhờ sự trợ giúp của thủy trụ đúng không? Bữa nay thì một mình sẽ xử cái mụ Daki này. Không cần trợ giúp nữa. Một tí là chuẩn bị người anh em của mụ ta xuất hiện nè. Sắp rồi, đây. 1 căn 2 luôn. Bước ra. Và thêm một con quỷ tai xuất hiện để trợ giúp nữa. Này thì bước vô trận chiến hả? Đi luôn. Chắc mình sẽ thử dùng hơi thở sấm sét để đánh nhau với hai anh em này cái đó. Mới học được hơi thở sấm sét hôm qua này. Nhưng mà khả năng hồi phục của hai con quỷ này quá là ghê gớm luôn á. Sắp rồi. Rồi. Kết liễu được hai con quỷ đó rồi. Ây dù. Cũng căng phết đấy. Rồi, và mình lại có thêm một cái lưỡi hái của cái tên anh của mụ Daki. Hồi nãy đi mình quên mất mình không có đem theo mấy cái quặng Scarlet nhờ. Nếu không là mình có thể mua kiếm từ cái người rèn kiếm này rồi. Ê, trên đây có con quỷ tay. Ở đây có con quỷ tay nè. Mình phải xử nó. Này thì quỷ tay. Là con quỷ tay nó làm mình nhớ tới cái nhiệm vụ tiêu diệt quỷ tay nè. Mà tới bây giờ mình vẫn chưa làm được. Kỳ lạ thiệt ấy. Ở dưới là âm trụ kìa. Nhưng mà vẫn chưa thấy Tanjiro đâu hết ta. Trụ cột thì gặp quá trời rồi. Lạ thiệt, lúc cần Tanjiro nhất thì không thấy Tanjiro đâu hết. Ok. Ở dưới còn có Zenitsu đâu kìa. Thiệt luôn. Thủy trụ tiếp. Tính ra đi gần cả đêm rồi đó. Lại ở đây lại có thêm một nhóc heo rừng nữa. Heo rừng đi lạc tới đây luôn à. Ai chà. Ui, ở dưới có mấy con quỷ ghê chưa kìa. Ôi, đi lẹ không thôi quỷ nó lại nhắm vô heo rừng của mình đánh thì toan mất. Thêm một nhóc heo rừng ở đây. Ôi, Oh, mình có thể... Wait, what? Mình có thể cưỡi một lần hai nhóc heo rừng luôn nè. Ôi, ở đây một heo rừng nữa. Nhưng mà ở đây có con quỷ. Đâu rồi? À, nó bị ánh nắng mặt trời thiêu rụi rồi. Ok. Để mình ẩm nhóc heo rừng này, mình để vô đây nữa coi được không? Được luôn nè. Oh. Ý, một mình cưỡi ba nhóc heo rừng luôn. Quá đã. Ôi cái tên niên này gato chứ vậy, ganh tị chứ vậy. Ôi 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 ôi. Ai vui. Trời ơi, hắn triệu hồi tia sét để nướng heo rừng của mình rồi. Mấy cái tên chết tiệt này. Mình sẽ dùng hơi thở của sấm sét để mình tiêu diệt bọn chúng. Rồi luôn. Ờ à, không sao không sao. May quá heo rừng của mình vẫn còn ổn. Tí nữa là các người đã ám sát heo rừng của ta rồi. Mấy cái tên chiến binh già khốn kiếp. Và đây hình như là nhà của Tamayo. Oh. Để mình vô nhà thử coi. Nè, Tamayo có nhà nè. Vẫn như thường lệ thì mỗi lần vô nhà Tamayo thì mình sẽ ghé qua để mình lấy một ít cái máu của Muzan để dành. Nhỡ mà sau này mình có cần tới á thì mình còn có cái mà dùng. Ồ mà sao ngộ ta ở đây lại có những cái cục bê tông như vậy nhỉ? Ừ. Lạ thiệt. Thôi giờ thì trở lại với công việc, đó chính là cưỡi heo rừng của mình và đi tìm Tanjiro thôi. Ủa heo rừng đó rồi. Ô quay quách. Cái gì mới quay qua quay lại heo rừng của mình mất rồi. Ơ kìa. Đúng là thời buổi loạn lạc ác quỷ thiệt chứ. Mới quay qua quay lại cái mình mất tiêu ba chú heo rừng rồi. Công tình mình xếp lên các thứ. Thiệt luôn, chớ treo thiệt chứ. Thôi chắc đành phải đi một mình nữa rồi. Tưởng đâu cái chuyến đi tìm Tanjiro lần này có heo rừng theo bầu bạn. Ai về không có luôn. Mà hơi thở của nước ấy, cái thức thứ tư này mình thấy khá là tiện khi mà đi khám phá luôn. Đấy, mình có thể lướt một khoảng cách rất là xa nè. Ây da. Đó, bay tít lên trời luôn. Áp sát được tòa tháp này, tại vì mình thấy nó có quá trời vàng này. Tuy là đi tìm Tanjiro thiệt đó, nhưng mà gặp vàng là mình vẫn sẽ lụm bình thường thôi. Rồi. Xuống đây kiếm thêm ít đồ nữa nè. Ui, nó còn có một cái bản đồ dẫn tới một cái công trình gì nè. Một cái dungeon. Chà, được quá ta. Nó cũng khá là gần mình nữa. Để một xíu mình sẵn tiện mình sẽ đi khám phá thử luôn. Một công đôi chuyện. Ở đây nó có rương nữa. À, thẻ tên thì mình nên lụm nha. Để nhỡ sau này mình có dẫn các trụ cột nè, cũng như những người bạn mới về á, thì mình có thể dùng thẻ tên để mình đặt tên. Là chắc cú không có bị biến mất ấy. À, vậy là tòa tháp này chỉ có vậy. Giờ thì mình sẽ đi về hướng trước mặt luôn, để chúng ta tìm thử coi cái dungeon lần này là cái dungeon gì. Hy vọng là trên đường đi sẽ gặp được cả Tanjiro thì càng tuyệt vời luôn á. Ê, ở đây có kangaroo. Ui, kangaroo mình có cưỡi được không ta? À không cưỡi được, không cưỡi được. Ôi, phải cưỡi được kangaroo chắc cũng đã lắm á. Phía bên đây còn có một ngôi nhà gì nữa nè. Ui, cũng có cá voi nữa. Ui, lớn ngớ sau này. À, đây là một cái ngôi làng à. Trời, ngôi làng gì nhìn hiện đại vậy. Nhìn nó bị đã luôn. Nhưng mà có vẻ đã bị bỏ hoang mất rồi. À không hẳn. Quá trời dân làng nè. Quay được quá ta. Không ngờ ở vùng hoang mạc này lại có một cái ngôi làng đông đúc như vậy luôn á. Đã vậy còn có cả một cái chuông xịn sò nữa nè. Nhưng mà tiếc là trong đây thì không có cái nhà bác nào mà cho mình ngọc lục bảo hết. Ừ, hơi tiếc ở điểm đó. Khoan, bên cạnh làng thì còn có một cái nhà của ai mà đẹp vậy. Ê, Tanjiro. Ôi, còn có Inosuke rồi các thứ trong đây nè. Ô, trời ơi, coi Tanjiro mới đánh Inosuke một cái yêu thương kìa. Ôi, đã nha. Zenitsu nữa. Thì ra đây là nơi ở của những thành viên trong sát quỷ hội à. Sát quỷ đội à. Wow, mình tìm được cái nơi này rồi. Đã quá đi. Rồi biết rồi nha, 11 mình cần tìm á, thì mình chỉ cần tới đây thôi là sẽ có tất cả các trụ cột các thứ đồ luôn. Oh, để mình coi coi còn trụ cột nào khác gần đây không. Ồ, oh, đây còn có phòng xông hơi nữa nè. Quay xịn thiệt. Phải chi nhà mình gần đây cũng được ha. Nhưng mà không sao, mình biết đường rồi. 11 mình muốn qua đây thì cũng dễ thôi. Ồ, nhưng mà có vẻ các trụ cột hình như đi làm nhiệm vụ hết hay sao rồi, không thấy ở nhà. Ồ, chỉ để Zenitsu, Inosuke với cả là Tanjiro ở nhà, trong nhà thôi. Và còn đang muốn ra ngoài nữa kìa. Thôi thì bây giờ mình sẽ dắt Tanjiro đi cái đã. Đi đi Tanjiro, tiếp tôi cái nhiệm vụ này. Ui, Tanjiro lên thiện với mình luôn nè. Quá là hợp tác luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng Tanjiro đi lên đường thôi. Tới cái ngọn núi Natagumo. Nhưng mà không biết là cái ngọn núi đó bây giờ có gặp được cái tên Rui hay không nè. Ui da, sao Tanjiro này nặng vậy? Tanjiro nặng quá, mình không nhảy lên nổi. Rồi luôn. Bị mắc kẹt ở đây luôn rồi. Chắc phải đi đường thủy quá, gần đây nó có cái biển á. Đổi đường đi, đi đường thủy đi. Tanjiro bữa nay ăn hơi no hay sao á. Nặng quá, mình nhảy lên không nổi luôn. 2000 years later. Công việc còn lại của mình là đi tìm tên Rui và sau đó dụ lại chỗ của Tanjiro thôi. Để mình và Tanjiro cùng nhau hợp sức để tiêu diệt hắn. Nhưng mà lần này trở lại thì mình vẫn không thấy hắn ta đâu hết. Kỳ lạ thiệt. Rõ ràng đây là ngọn núi mà hắn hay hoạt động mà ta. Ồ, toàn là gặp mấy con nhện con và những cái tên quỷ khác thôi. Tên Rip Demon này mình gặp hoài luôn nè. Ôi ôi, cái gì đây? Tôi lỡ đánh chúng đâu mà. Ủa, bên đây có cha của Rui nè. Ồ, đã xuất hiện cha của Rui rồi. Mình sẽ dùng hơi thở của gió để tiêu diệt. Ôi, cha Rui đã xuất hiện, giờ chỉ còn thiếu Rui thôi đó. À, còn mẹ của Rui nữa. Còn có nhện mẹ nữa. Ui quách, bên kia là ai vậy? Sao đòn tấn công đó giống của Diêm Trụ vậy? Ồ, chắc là mình nhìn nhầm rồi. Vẫn chưa tìm thấy tên Rui nữa. Hẹp luôn á. Chắc bây giờ mình dẫn Tanjiro về nhà mình luôn á. Chứ bữa nay vẫn không tìm thấy tên Rui rồi. Khó thế nhờ, tìm tên đó đúng khó luôn. Mấy cái nhiệm vụ mà càng về sau thì có vẻ cấp độ khó nó càng tăng lên ấy. Để Tanjiro trên thuyền là cũng ok đấy. Tanjiro sẽ đánh giúp mình nhưng mà lâu lâu còn quánh cả mình cơ. Đây mình sẽ cho Tanjiro tiêu diệt cái tên Rip Demon nha. Đấy, mình chỉ cần đứng đây và dẫn Tanjiro đi tiêu diệt thôi. Phối hợp liền. Wow, bên kia có màn combat cực mạnh cơ. Oh, đúng rồi, đánh đi Tanjiro. Bữa nay wow, Tanjiro tấn công cơ. Quá là ghê gớm luôn. Được nha. Mình đúng kiểu việc nhẹ lương cao thôi. Chỉ cần đèo Tanjiro đi tiêu diệt quỷ là ổn áp này. Quay mình với Tanjiro mở trên thuyền và cùng nhau kết hợp thì tôi có thể nói là cực kỳ mạnh luôn, không có đùa được. Rồi, và chắc nhiệm vụ bữa nay vẫn thất bại rồi, không có tìm được tên Rui. Chỉ có tìm được mỗi cái thanh niên bố của Rui thôi à. Ồ, chẳng lẽ đứng đây đợi thêm đêm nữa ta? Ừ, chắc phải đứng đây đợi thêm đêm nữa. Mà đợi không như vậy thì rất là phí thời gian luôn. Ôi, ôi, hắn xuất hiện rồi. Hắn đã xuất hiện rồi. Tên Rui tới số. Mình sẽ dụ tên Rui qua đây. Hay tên Rui kia. Gọi qua đây, ngươi qua đây. Mình và Tanjiro sẽ cùng nhau hợp sức. Còn hắn rồi. Ơ? À, hình như là do trời sáng cái hắn bị mặt trời thiêu rụi rồi. Ây da. ngồi đợi cả buổi tối, rốt cuộc tới trời sáng thì hắn bị mặt trời thiêu rụi và không làm được cái nhiệm vụ luôn. Ây, xui vậy. Thôi được rồi, giờ Tanjiro chịu khó ngồi trên thuyền đợi thêm đêm nữa đi. Trong lúc này mình sẽ tranh thủ mình đi tới cái chỗ công trình mà cái bản đồ này chỉ nè, để mình khám phá, rồi buổi tối mình quay trở lại đây để mình tiếp tục làm cái nhiệm vụ thôi, để tranh thủ thời gian thôi. Công trình nó có vẻ nằm ở bên đây nè. Ồ, hình như nó dưới lòng đất à. Ý, nó dẫn mình tới khối kim cương, phải không? À cũng không phải. Như vậy thì nhiều khả năng cái công trình này nó nằm ở dưới lòng đất rồi. Trên mặt đất thì bây giờ mình đâu thấy cái công trình nào đâu. Để mình thử mình đào xuống dưới lòng đất mình dò thử. Đây, nó ngay dưới này luôn. Ôi mà đào thẳng gì cũng hơi toan đó nha. Thôi đào hai ô cho chắc. Mình đã bắt đầu nghe tiếng con sương rồi đó. Có vẻ là sắp tới cái công trình mà cái bản đồ này chỉ rồi. Ồ, tới luôn rồi nè. Wow. Ui, có Ripper. Cẩn thận. Ây. Dùng hơi thở của gió sửa gọn mấy con này thôi. Trong đây là cái spawner hả? Có rương không? À, có một cái rương. Thêm một ít cái thẻ tên cho mình. Tốt. Tiếp tục là rất nhiều con xương khác luôn. Ây dù, căng vậy. Lúc này thì hơi thở sấm sét của mình đã phát huy công dụng rồi. Xong phim. Và bây giờ thì nó cho mình thêm một cái bản đồ nữa. Sao nó hay cho bản đồ để mình đi tìm công trình thế nhờ? Nó không cho đồ luôn đi, còn cho bản đồ các thứ nữa. Rồi, mình sẽ nhặt thêm cái ngọc Ender. Hết rồi. À không, chưa, còn bên đây còn một ít nè. Tiêu diệt nốt con xương này nè. Rồi, giờ thì mới chính thức quét sạch cái công trình này. Và nó cũng chỉ cho mình được một tí tẹo đồ thôi à. Cũng không có gì giá trị cho lắm. Một dịp khác thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm cái công trình ở cái vùng băng ha. Còn bữa nay thì chắc mình sẽ không đi tiếp đâu. Tại vì bây giờ trời cũng gần chiều rồi. Mình đi tèn về cái ngọn núi Natagumo là chắc tầm tối. Là vừa kịp lúc để mình có thể chờ đợi những cái con quỷ nó xuất hiện vào buổi tối rồi. Hợp lý luôn. Ê, nhưng mà hình như ở đây là ngọn núi khoáng sản thì phải. Đúng không? Để mình lên mình kiểm tra thử coi. À chính xác rồi. Mình sẽ tranh thủ lúc này mình vô mình đào một ít cái Scarlet Orc đi. Để hôm nữa mình có gặp cái người thợ rèn á, mình còn mua vũ khí nữa. Đây mình sẽ cần những cái Scarlet Orc nhưng mà hàng hiếm nè, thì mới trao đổi được với cái người bán kiếm được. Ngoài ra thì mấy cái Scarlet Orc thường thì mình cũng sẽ đào thôi. Nói chung là đào sạch sành xanh luôn á. Ý, mình lại gặp lại heo rừng rồi. Lần này là mấy heo rừng đây? Có một thôi hả? Ồ, một thì hơi ít nhưng mà thôi kệ. Mình sẽ ẵm heo rừng luôn. Để coi còn heo rừng nào khác không? Còn là mình cũng sẽ ẵm về nó à. Hồi nãy tiếc ghê luôn, mình đã chất được 3 heo rừng chồng lên nhau rồi. Tự nhiên cái đi lạc mất tiêu. Uổng thế ớn. Uầy, có heo rừng xăm hên dưới ta. Gặp liên tục những cái quặng Scarlet các thứ đâu nè. Quá là đã luôn. Ê, mà không biết là mình có dẫn ngựa về được không ta? Tại lúc trước mình ở cái chuồng ngựa zombie nè. Mình muốn dẫn ngựa zombie này về. À có vẻ không dẫn được rồi. À lại có một con quỷ ở đây à. Còn mọc một cái sừng ở trên trán nữa cơ. Thấy ghét chưa? Này thì quỷ hả? Này thì ở ké chuồng ngựa nè. Mình mới được ở ké thôi. Mình không cho nó ở ké đâu. Rồi heo rừng của mình rồi. Ui trời, hú hồn. Tưởng đâu heo rừng của mình lại lạc mất nữa chứ. Ok. Giờ trước khi tiếp tục trở lại cái ngọn núi Natagumo thì chắc mình sẽ dẫn heo rừng về nhà đi, cho an tâm. Rồi sau đó mới lên đường tiếp. Mình còn gặp thêm một Tanjiro ở đây nữa nè. À mà thôi, chắc mình cần một Tanjiro ở ngọn núi là đủ rồi. 2 Tanjiro thì sao tên Rui đánh lại được. Ok. Rồi heo rừng của mình đâu rồi ta? Ủa heo rừng mình đâu rồi? Wait what? Ôi đừng nói mình. Heo rừng của mình bị thịt rồi nhá. À đây, không. Rồi. Yes, mình đã có được một cặp heo rừng rồi. Nói tuyệt vời luôn. À mà trước khi đi thì để mình cứu cái người thợ săn quỷ bị chẻ thành nhiều mảnh cái đó. Thiệt luôn á. Bây giờ trong cái phần sân vườn của mình quá trời những cái thợ săn quỷ bị được mình cứu ấy nè. Vậy cũng hay. Nơi ở của mình nó sẽ an toàn hơn á. Rồi, giờ thì trở lại cái ngọn núi Natagumo nào. Ở đây có một con quỷ. Này thì con quỷ khủng khiếp. Ui, sao con quỷ này mạnh vậy? Ui, các bạn coi kìa, con quỷ thường mà nó xài biết quỷ thuật ghê chưa? Phát ra lửa các thứ ghê thiệt chứ. Đấy, ngày càng quỷ nó đã mạnh hơn rồi đấy. Mình mà không nhanh chóng mạnh hơn thì sớm muộn thì mình cũng ăn hành thôi. Wow, wow, wow. Và buổi tối ở cái nơi ở của mình còn có những cái con quỷ lốc sét cát nữa. À, chị là người chưa biết hơi thở sấm sét của ta rồi. Này thì dám là láo tét. Quay, ngày càng có nhiều con quỷ xuất hiện nha. Ghê thiệt chứ. Ôi, 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 con quỷ này. Này, con quỷ khủng khiếp. Thiệt tình. Nó dám leo lên thuyền để nó ám sát Tanjiro. May mà mình trở lại kịp. Ây vui. Nhưng mà khoan đã. Bây giờ mình cần phải tìm tên Rui. Rồi sau đó dụ hắn tới đây để nhờ Tanjiro cùng mình chung tay tiêu diệt hắn thì mới hoàn thành được cái nhiệm vụ kế tiếp được. Mình không thể làm nhiệm vụ đó một mình đâu. Tên Rui hả? Để coi lần này có xuất hiện không. Ồ, lần này thì có tên cha của Rui. Tên nhện cha. Ouch. Hùng dữ hả? Được, lại đây. Thích thì chịu thôi. Mình sẽ cho hắn nếm mùi hơi thở của nước của mình. Rồi, kèm theo một chút hơi thở sấm sét nữa. Ui, lần này hắn trâu vậy ta. Mình xài tuyệt chiêu mạnh như vậy mà. Rồi, giờ mới thủ tiêu được hắn nè. Căng chưa? Ngoài nhện cha ra thì còn nhện mẹ nữa. Mình mà đi vòng vòng khu vực này kiểu gì một hồi mình cũng gặp thêm cả gia đình nhện cho xem. Gia đình nhện thì mình chưa thấy nhưng mà mình thấy thêm một cái nhóc heo rừng nè. Rồi luôn. Chắc ẩm về nhà tiếp luôn. Chắc 11 cái nhà mình thành một cái kiểu như là cái nơi toàn là heo rừng. Và mình thấy rồi, mình thấy tên Rui rồi. Heo rừng ở đây đi. Không cho mấy con quỷ này làm hại heo rừng của mình được. Mình đã thấy tên Rui rồi. Hắn đã lọt vô tầm nhắm. Bây giờ thì mình cần phải dụ tên Rui này lại chỗ của Tanjiro thì mới làm được cái nhiệm vụ. Ôi nhưng mà để ý, nếu có những con quỷ mà nó có lửa bốc ra xung quanh là những con quỷ được cường hóa hay sao á. Ý, này thì quỷ cường hóa nè. Rồi, tới công chuyện nào tên Rui. Ui, coi kìa nó bắn tơ một phát một như đây máu. Tanjiro, cứu mạng. Tanjiro, Rui tới rồi. Ai vui. Này thì tên Rui khủng khiếp. Mình và Tanjiro sẽ hợp sức với nhau. Hơi thở của nước đâu nè. Kết liễu hắn. Tiêu diệt được tên Rui rồi. Mà khoan, sao cái thành tựu nó chưa làm được ta? Mình tiêu diệt tên Rui cùng với Tanjiro rồi mà. À, hồi nãy là mình hỗ trợ thôi hả? Trời. Hồi nãy là mình bị Tanjiro KS hàng rồi. Mình phải tự tay tiêu diệt thì nó mới làm được cái nhiệm vụ. Mình đón vậy. Bảo sao à. Ai vui. Hiểu luôn. Vậy là bây giờ mình phải tìm tên Rui khác để mình tiêu diệt thôi. Trời ơi, hiếm lắm mới gặp hắn xuất hiện mà. Còn không kịp để kích liễu nữa. Ok, vậy thì mình sẽ cho Tanjiro lên thuyền ngồi tiếp. Ngồi đây đợi xíu nha, tí tôi quay lại. Ôi, lần này thì mình gặp thêm em của Rui nữa. Ôi bây giờ có vẻ là cả gia đình nhện rồi. Kèo này căng nha. Mình phải bật ấn dư quỷ lên để mình xử hắn thôi. Nhào vô tấn công luôn nè. Mình sẽ đề ba trước để coi ai sẽ chiếm ưu thế hơn. À còn có mấy con nhện trên cây nữa. Này thì Rui nè. Căng kèo nha. Ui hắn dùng huyết kỹ thuật cơ. Ui hơi thở sấm sét không suy nhê rồi. Mình sẽ tiếp tục sử dụng hơi thở mặt trời của mình. Kỹ năng của hắn mạnh vậy. Này thì Rui. Yes. lần này thì mình tự tay tiêu diệt được cái tên Rui rồi. Ồ mà quên ta, hồi nãy sao mình không dụ hắn lại để cho Tanjiro đánh tiếp ta, để mình làm luôn cái nhiệm vụ còn lại. Ờ, mình vội quá, mình gặp hắn cái mình xử hắn luôn. Ồ, pha đó mình hơi gấp rồi. Ây da, gần hết một đêm nữa rồi. Như vậy thì một đêm mình gặp nhiều lắm là tầm 1-2 tên. Hình như đây có tên nhện bố nè. Có Rui không? Không có Rui. Ok, để mình xử tên nhện bố luôn. Này thì nhện bố nè. Xong phinh. Như vậy hiểu luôn á. Mình đã tiêu diệt được Rui bằng chính sức mạnh của mình. Thế nhưng mà nhiệm vụ tiêu diệt cùng Tanjiro thì mình vẫn chưa làm được trong đêm nay. Chẳng lẽ kéo dài thêm một đêm nữa ta? Có một cái nhiệm vụ thôi hả mà làm 3 đêm mà chưa xong. Mệt mỏi thật sự. Còn tên Rui hồi nãy á, cũng rơi ra cho mình một cái huyết quy thuật của hắn nè. Thế nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa có dùng được. Nhưng mà yên tâm đi, thời gian sắp tới thì những cái vật phẩm từ những cái tên ác quỷ rơi ra mình sẽ dùng được thôi. Nếu như mình có kiểu như là nếm qua thử máu của Muzan á. Còn hiện tại thì mình vẫn muốn làm một cái thợ săn quỷ chân chính, không có dùng máu của hắn, nên là mình chưa có dùng được huyết quy thuật đâu. Cuối cùng thì mình cũng tìm ra được cái nơi ở của tên Rui rồi. Để mình đi đường vòng cái đó, nó tiếp bên kia lận. Tới số người rồi Rui ơi. Ơ nhưng mà không có hắn ở đây à? Ủa nhà hắn ở đây rồi hắn không có ở đây à? What the heck? Là mình dẫn Tanjiro lại đây rồi. Ui. Dám đụng vô Tanjiro. Này thì nhện bố nè. Đụng vô Tanjiro là mệt liền. Ồ nhưng mà tên Rui không có ở đây rồi. Không biết là hắn có núp ở trên kia không nữa. Để mình bay lên thử. Không có hắn trên này. Ây da, hắn trốn đi đâu rồi? Hắn biết mình dắt Tanjiro. À đây đây, hắn trốn ở đây. Ủa phải? Phải không? À không, đấy là em của Rui. Em của Rui cũng là quỷ chứ gì. Mình cũng sẽ tiêu diệt nó luôn. Mình sẽ tiêu diệt để cho tên Rui xuất đầu lộ diện mới được. Người mau xuất hiện đi, không thôi là ta sẽ tiêu diệt hết đấy. Ủa, và đây đây đây, hắn tới luôn rồi. Ây da, coi hắn mạnh chứ kìa, hắn đã tiêu diệt rất là nhiều thợ săn quỷ rồi. Mình phải lôi kéo hắn qua đây để cho Tanjiro tham chiến để hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ 5 của mình thôi. Rồi, tham chiến nào. Húi. Mình và Tanjiro sẽ cùng nhau hợp sức. Lần này là hợp sức thiệt nè, và mình sẽ cố gắng kết liễu tên Rui này. Người không được đâu. Người không được đụng vô Tanjiro đâu. Nữa. Y như rằng mình đánh yếu xong cái Tanjiro nhào lại chặt một hit một đi luôn. 2 lần rồi. Mình đã bị Tanjiro KS mạng của Rui 2 lần rồi. Chắc là do sát thương của mình gây ra không được nhiều giống như là Tanjiro ấy. Trời ơi, yếu cũng là một cái tội đấy. Thiệt luôn. Ui. Ở đây còn một cái con nhện em của tên Rui nè. Nhìn thấy ghét chưa? Phun độc hả? Này thì phun độc nè. Mình đánh xong cái hắn đu tơ lên hả? Này thì đu tơ nè. Láo toét. Rồi, coi như là nhiệm vụ thứ 5 mình đã hoàn thành đi. Ít ra thì mình cũng có một cái trận chiến kiểu như solo 1-1 với cái tên Rui. Và kết quả là mình vẫn giành chiến thắng được ha. Tuy nhiên thì có một chút khó khăn thôi. Mà Rui á chỉ là một tên hạ nguyệt quỷ thôi mà đã mạnh như vậy rồi. Không biết 11 đánh với mấy tên thượng huyền quỷ thì như thế nào nữa. Ê, trên đường về thì mình gặp được Zenitsu. Ồ, thanh kiếm của Zenitsu và thanh kiếm của tên Kaigaku thì có một chút khác nhá. Ở phần trên của kiếm Zenitsu thì màu đen, còn của tên Kaigaku thì màu hơi da người á. Ồ, mà sấm sét của Zenitsu là sấm sét màu vàng, còn cái này là sấm sét màu đen. Phải chi đổi kiếm được, mình cũng đổi liền á. Mà tiếc quá không có đổi được. Thôi thì đành ngậm ngùi đi về thôi chứ biết sao giờ. À mà quên, tí nữa thì mình quên nhóc heo rừng mà mình định dắt về rồi. Sao mà quên được. Đây mình sẽ quay lại để mình dắt heo rừng của mình về. Ouch, ouch. Ở đây có Rui em. Ghê vậy, ghê vậy. Chạy 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 thôi. Tính ra chuyến này đi á là mình cũng dắt thêm được 2 heo rừng về nha. Không lâu đâu thì số lượng heo rừng trong cái nơi ở của mình sẽ nhiều như cái đàn bò của mình vậy đó. Rồi, và hôm nay vì mình đã đào thêm được một ít cái Scarlet Orc á, cũng như là Scarlet Sen, thế nên là mình sẽ thử chế tạo kiếm diệt quỷ coi. Để xem coi mình có thể rèn ra những thanh kiếm, sử dụng những cái hơi thở khác nữa hay không. Rèn ra tầm mấy cây ta? 3 cây đi. 1, 2, 3. Rồi, mình sẽ lần lượt cầm từng cây để coi ra những hơi thở gì nào. Bị trùng rồi, cây đầu tiên là bị trùng rồi. Oh what? Tức là những cái thanh kiếm diệt quỷ mà mình tự chế tạo thì nó mặc định là ra thanh kiếm lưỡi đen à. À, ra là vậy. Thì ra muốn tìm những cái thanh kiếm hơi thở khác là một là mình phải đi khám phá, và hai là mình mua từ cái người bán kiếm thôi. Chứ mình tự chế tạo thì nó toàn ra thanh kiếm này thôi nè, thanh kiếm lửa đen thôi. Ui, nhưng mà gần nhà mình lại xuất hiện thêm một tên Kaigaku. Ấy da, lần này là tên Kaigaku. À, tên Kaigaku biến thành quỷ. Này thì hả, dám láo toét. Ui trời ơi, mình thấy trong cái góc này có thanh niên lạ lạ, mình tưởng đâu người tốt á. Tí nữa là bị hắn ám sát rồi. Nguy hiểm thiệt chứ. Như vậy thì hắn vẫn còn thù mình sau cái trận chiến hôm qua. Tại vì hôm qua mình đánh hắn knock out luôn mà. Kiếm pháp của mình hơi bị dữ luôn. Chắc là cay lắm. Mà mới đi cưng, giờ là mình mạnh hơn hắn rồi, mình không sợ hắn nữa đâu. Kế bên cái chỗ tên Kaigaku xuất hiện còn có một Tanjiro khác nữa nè. Hay là... Ủa cái gì đây? Cái con kia nó quỳ lại kìa. Dạ muốn ăn hả? Muốn ăn hả gì? Nè cho nè. Ok đi đi. Dễ thương vậy, kiểu muốn mình cho ăn á. Trời ơi. Đấy, dễ thương vậy có phải đỡ hơn không? Ai như mấy con quỷ xấu xa. Vừa xấu xa mà còn ha. Có ưa nữa. Rồi, giờ thì mình sẽ đóng một cái thuyền mới để mình có thể chở Tanjiro về nhà thôi. Tới nhà. Vô trong thôi. Giờ là chú cuốn của mình và những chú heo rừng sẽ rất là an tâm đây. Không sợ bị những con quỷ nó kiểu như đe dọa nữa đâu. Vì đã có Tanjiro bảo kê rồi. Yeah. Và trong thời gian sắp tới nếu được thì mình sẽ đưa những cái thành viên khác trong sát quỷ đội về, chẳng hạn như là các trụ cột nè, rồi bạn của Tanjiro như là Zenitsu hoặc là Inosuke chẳng hạn. Quá là ok luôn. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hạ được cái tên Rui sau bao ngày tìm kiếm rồi. Thế nhưng mà cái nhiệm vụ tiêu diệt tên Rui cùng với Tanjiro mình đã thất bại 2 lần. Vì 2 lần đó đều bị Tanjiro hạ gục chứ không phải là mình hạ gục ấy. Hơi tiếc một xíu, nhưng mà không sao, mình sẽ sớm mạnh hơn để có thể làm lại cái nhiệm vụ đó và không để Tanjiro kết mạng nữa đâu. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình trở thành thợ săn quỷ mạnh nhất của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.